Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các báo la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bàn tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn
đức tin. Hiện giờ công đức chi thành sám hối mà đưa thân hình kim cang sống lâu vô lượng tuổi vàng không còn vương mắc vào đàn tật sân không còn tư tưởng hại nhân tâm từ bi cùng bội phần thân hoa thương người như thể con ta thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh chúm cho tới chỗ an toàn còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân người người đều cảm Phật ân không còn sợ hãi mười phần mừng vui quy hết thảy phân rồi con đem kính màn gửi nơi Phật ấy đà cuối đầu đánh lễ chư tôn con xin sám hối tôi còn ác tâm mà trộm cướp ác nghiệp của thân nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi trong kinh đã dạy như sao vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen cộng rau ngọn cỏ cây kim mà không cho chẳng được mưu tìm đoạt sang huống chi liền lấy trộm càng chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu chịu nhiều khổ bao rất sâu xa vào địa ngục muôn màu hải kinh chịu bao thống khổ gia hình hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu đem thân vác nặng cúi đầu trả oán làm người cũng chẳng an toàn làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa trộm cướp khổ bao chẳng vừa nay còn sám hối xin chừa lòng tham nay xin sám tội đã làm mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời bán vàng tài sản của người hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền nói lời xuôi ngưỡng đảo điên công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình hoặc về hối lộ gia hình bé ngay thành bại cố tình hại nhau hoặc làm quan lại đứng đầu dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô của công quản lý hồ đồ chia bai cắt xén lợi to về mình thuế nồng thuế mãi không trình qua đò vườn ai cố tình đi không này con phát lộ cầu mong ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu lại trừ bao kiếp xưa lâu độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh nhang đèn pháp khí tượng kinh cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng áo quần thiện tín cúng dường cũng
rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiền tín cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Này còn sám hối tội khiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào xe vắng chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài biệt thiên anh. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm da má, gây nên hoàng trai bất nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lắm hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài, dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi Phật Đà, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành. Ăn năn sám hối tội tình hoàng không, nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời, ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành, hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di.
không than nước mắt nằm về. Nếu đem tích chưa suối khe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiên rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm. Ác miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sợm dệt theo. Tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian. Anh lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua khu phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa. Ở trong thân quyên bất hòa, hai tranh hai cãi người xa lánh dần. Miệng gây nghiệp ác ngu đần, quy tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng
con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên.
Âm thanh tam thứ đủ duyên, biển tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền. Ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền. Phàm phu nhập hàng thanh giả chân tu anh. Mở con mắt tuệ phá tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn. Hướng về vô thủy tội căn, giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn. Đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều. Mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non. Làm cho chi khí hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn đoàn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán sanh. Lưỡi thèm thịt béo cá tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều. Ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn. Nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phận đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm. Sám tai công đức vô ngần, thưa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiểu rành tánh không. Sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Cuối đầu đánh lễ phận rồi, con xin bày tỏ những lời tự tâm. Mà sám xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tôi cùng tam bảo đã mang ngay nay, xin tự sám muôn đàn ác tâm. Mà trong kinh
kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian có cầu thánh tăng dễ gặp được đâu ơi. Đức tin khó lập, đạo màu khó nghe, mà nay thuận tháo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau. Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luôn hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo la, chứng minh lòng sám phận đà độ con. Tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chế. Hiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốt tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm. Mà có khi đặt tượng kề bên anh, hóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi. Phật bảo chẳng biết nể gì, nay con sám hối hành vi lỗi lầm. Đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh. Hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếp tục phê bình chẳng nương anh. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiên, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia. Ác nghiệp vậy phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên. Hiểu sai ý Phật thanh hiền, chánh tà cũng chẳng phân miên. Nói càng dạy người lên mặt bao ban. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bài chánh pháp đạo điên. Để cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành động vô luân. Đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu anh. Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đạo cao, đặt lời theo dệt ra vào dẹm chế. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Bảy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ bát chánh bỏ lơ, giả trang hình tương xét dò
tận thân, ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lóa thể lôi thôi áo quần, dám dày cùng với tay chân, bước lên điện thấp chẳng cần sạch dơ, đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vị già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Này con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu anh. Đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kinh tôn, cũng dường lắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì, phước lành như núi Tu Di, trên thờ tam bảo dưới vị chúng sanh. Cuối đầu lại đứng chi tôn, đối với tam bảo con còn nghiệp sâu. Từ nay con nguyện hồi đầu, chi thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phần dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng, giữ mình không dám tha buồn, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng tin. Hai là tâm quý trong mình, không xúi kẻ khác tội tình làm ra. Có tàm có quý mới là, có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời, làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chi thành, cầu xin sám hối hồng danh Phật Đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma, sát hại sinh vật dân tà cũng yêu. Nghĩ rằng thần quỷ cao siêu, nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần, tự xưng là đấng giáng trần độ sinh. Bao nhiêu ác nghiệp tẩy đình, con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thị đến nay, nói năng ngạo ngưỡng lòng đầy kiêu sa, ý mạnh hiếm yêu hét la, chè chen cuồng loạn lạ cả ngày đêm, kinh kỳ hết thải sang hèn. Tự cao tự đại chẳng kiêng nể gì, từ vô lượng kiếp đến nay, ham ăn ham uống ly bì say sưa, chẳng còn chừng mực sớm trưa, thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi.
Ngũ tăng cũng chẳng sợ gì, hôi nồng kinh tưởng khắc kỳ tình cháy, vọng tâm tưởng trời mây, lân là kẻ xấu mang thầy lánh xa, bao nhiêu ác nghiệp kể đáng. Con xin sám hối Phật Đà chứng minh, từ vô thị kiếp lai sinh, kiêu căng tự thị nhân tình bất phân, chẳng nề phải trái nhân luân, cái chày cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng màng, nay con sám hối mọi đàn, chi thành phát lộ cũng vàng mười phương anh. Lại còn buông gạn bán lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai, chẳng nề nghề nghiệp án tai, chẳng kiêng lừa dối chẳng nài điệu ngoa, tu hành chẳng tránh xa hoa. Chẳng tu giới đứng ham quà cúng dân, nay còn xa mối mọi phần, kể từ vô thị lần lần đến nay, thành tâm phát lộ phơi bày, ác nghiệp như thế từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa, á tâm tàn nhẫn chẳng chừa điều chi, xích xiềng đánh đập nô tỳ, phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chi thành phán lộ thâm sâu, ăn năn sám hối mong cầu nghiệm tiêu, xưa nay tội ác bao nhiêu, vì quen phong túng buông liều giả tâm, bạn bài nhậu nhẹn ngày đêm. Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân, biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê, tham sân tật đố tràn trề. Cuồng phong lửa giữ đôn đi nghiêm lành, nhắm đường địa ngục thọ sanh, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân, từ nay tội lỗi xa gần. Con xin sám hối ăn năn chí thành, bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai, hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm những điều thất đức phi nhân. Nay còn sám hối muôn phần ăn năn, mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quan, mà tu được tánh nên na, biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên, nhẫn kham gần gũi người hiền, lánh xa kẻ ác chế kìm sâu căn, quyết tâm lập chí tu thân. Giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thanh, tâm bồ đề nguyện viên thanh, sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài, chi thành sám hối đêm ngày, mười phương chư Phật các ngài chứng tri. Cuối đầu đánh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn, sám phiền não chương cội căn,
sam ác nghiệp chướng hai phần đã xong em. Còn khổ bao chướng mênh mông mà cũng xin tuần tự hết lòng tỏ phong. Trong kinh Phật dạy ân cần, dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu em. Trên không hoặc bất cứ đâu, nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra. Chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa Đế Thích mãn phần, cảm chiêu năm tướng suy dần hiện. Tức thời quy hướng Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu em. Sám hối thật pháp nhiệm màu, khả năng diệu tội chẳng đâu sánh bằng. Phàm phu ngô mội hung hăng, không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn em. Tánh ưa làm án chẳng sờn, đến khi gần chết vẫn còn ác tâm. Trong giờ phút cuối nghiệp tâm, cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra. Đầu trâu mặt ngựa quỷ ma, hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan. Bây giờ dù có ăn năn, có mong sám hối cũng bằng uổng công em. Lung mạnh biển nhát buông lung, mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành. Quả báo thiện rõ rành, án thời địa ngục một mình cứu mang. Vẫn dầu cột lửa bảy hàng, tránh sao coi cảnh xương tan kinh bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm, mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền. Thế nên cuộc sống hiện tiền, phải cần tu tập phải chuyên làm lành. Quỷ vô thường đến thịnh lình, chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn. Tài nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua. Cơ đồ trăm vạn dấu thừa, cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn. Gia đình của cái tiêu tan, như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không suy ngẫm sớm chạy, không lo sám hối sâu dày nghiệp oan. Khi năm thiên sứ hiện thân, quý vô thường đến bất thần chạy đâu. Tránh sao cổ bao đau đầu, một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu, được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui. Một mai phước bao hết rồi, tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ. Gương ông làm Phật sờ sờ, thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu. Thân chưa giải thoát ngục tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân tròn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi. Đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì. Thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày
ngày nay sám hối khẩn cầu mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tượng là sắc vây, trên thì lưới sắc dâng đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân, đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan, như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay, khổ báo chừng nấu nướng quay. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn phổ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốn rã rời, dây đen địa ngục sáu thời xiết căng, khổ báo ngập nướng trôi trong, chìm trong địa ngục cho hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục banh sắc nghiêng say tâm bàn, khổ báo mộ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trang. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mộ cắt xe phân.
địa ngục mọc sân tre mình ngưỡng chân, khổ bao nóng nực kêu thân, địa ngục trái đất rần rần gào la, khổ bao mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vốn thương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, thì thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục thốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na, con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khó nhiều, vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau, biến đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba ánh đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo quyền, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu em. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan, tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dại rõ ràng thâm u. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một số đeo người, đến khi
thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dính xây. Cũng đành thôi sạch trắng tay, mòn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo, cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân, phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Nguyện xin sám hối trước tiền, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan, tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày trả nợ thâm sâu, hoàng làm loài thú rút đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi khác muôn phần khiếp kinh, phận giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cam ăn. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan. Nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh. Sẽ màn ưu tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lo chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì
Làm điều ích lợi khắp vị nhân kia, nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viên Bồ Đề, không còn khổ bao bốn bề ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù, đều mang cổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên xin mang diêm phù. Cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh, mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái cổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ bao nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thị tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chúng em. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cứu thân tàn tật đau anh. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đáo đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dừa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau anh. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên anh. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ báo hoạn nạn miên mang. Dịch tả số ré phong hàng liệt thân, khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy,
khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quái đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối cổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn nay năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Ăn mặc tất cả đủ đầy, chẳng tin tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuận từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian.
Đại thừa đáng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hệ chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, mà quyết tu phước trí mê làm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, ơi nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi, ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật. Ba đời chư Phật thương tình, trái ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng, tuổi xanh phong túng an tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hòm bè kết đạn phá nơi an hòa, sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật tránh cao, chứng tri con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn, dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật thánh phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng thiên vương, thiên long bát bộ mười
khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giả sắc son ở đê đầu kinh lại chữ tôn các ngài. Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên. Quy tam bảo trước tiên, Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần, đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bản ngã mưu cầu thành cao, trải thân trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu tam bảo gia trì độ con. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên an. Chẳng về tội lỗi triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chén xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hai. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con
con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương. Chư Phật cùng thánh hiền tăng, dẫn đầu năm lễ trải bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ. Thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Chớ nên ngu dại tự hào, trong đời hiện tại ta nào làm sai. Cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên. Biết đâu tội lỗi oan thiên, đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành.
chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệm oan, nghiệm xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, dấu ai dấu được mình đâu, càng ham che dấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh. Chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che dấu u mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngã quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn anh.
Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mỗi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát lục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào mấy mai. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này. Hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham. Việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang. Năm tâm phiền não dâng tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời.